Con có một người bạn rất thân, bạn ấy và gia đình rất ác cảm với chùa và cái từ cúng dường. Bạn ấy hay đi du lịch rồi cứ bảo các sư nước ngoài cũng phải đi làm chứ không như nước mình hở tí là cúng dường. Con hỏi uyển chuyển lắm mới biết được nguyên nhân là ngày xưa gia đình bạn này khi ông nội mất cha, bạn ấy đến chùa nhờ một vị sư đến tụng mà phải tốn tiền. Cảm thấy không đủ kinh tế nên cha bạn ấy ác cảm với chùa, đến giờ rồi bạn ấy cũng ác cảm theo. Chở con đi chùa nhưng không bao giờ vào cửa chùa hay quỳ lại gì hết. Mẹ bạn ấy chỉ đi đúng 10 cảnh chùa đầu năm, bỏ lì xì mỗi nơi 10.000, 20.000 cầu tài lộc thôi. Con nghe pháp cũng cố bực cho bạn nghe kế nghe nghe kế rồi lúc nào cảm thấy ổn thì con bực, không thì thôi, mất công bạn nặng lời. Con cũng khuyên nhiều nhưng chắc con nói năng chưa đủ sức thuyết phục, vậy nên bạn vẫn ác cảm. Khuyến khích bạn từ làm từ thiện bố thí thì bạn chỉ phát gạo dầu ăn cho người khổ như thua mua ve chai hay vé số, tuyệt nhiên không phóng sanh cúng dường, nói chung cứ động vào chùa hay tăng là hạt ngang. Con mong sư chỉ con cách khuyên như thế nào để giải khúc mắc lớn trong lòng bạn. Đó là một cái sự đau lòng. Quý vị biết là sư nghe nhiều người nói khi gia quyến mà qua đời đi đến những cái nơi để mà thỉnh chư tăng ni thì tại mọi người gọi tăng ni thôi, chứ còn bây giờ sư cũng không biết gọi đó là cái gì, thì có nghĩa là gọi nhờ mấy cái vị đến để mà tụng kinh thì ra giá. Sư nghe mà sư nói là sư rất là xót xót thương cho đạo mà thương cho đời. Ra giá ví dụ như là thượng tọa hòa thượng bao nhiêu, thượng tọa bao nhiêu, trụ trì bao nhiêu, đại đức bao nhiêu, nghe mà sư phải nói là nó giống như mà quý vị ở nhà đó, mà quý vị nghe người ta lấy cái đồ trên bàn thờ mình ra mình đem 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 bán gì đó, đem đem cái bàn thờ ông bà già mình ra để mà treo treo trước cửa để mà trừ tà, rồi treo để mà bán đấu giá để mà người ta đem về để hù con nít chơi vậy đó. Quý vị cảm thấy cái chuyện đó nó như thế nào, thì sư cảm thấy bị tấn công cũng y chang như vậy. Cái chuyện mà Phật tử đến thỉnh các cái vị, sư không biết gọi các vị đó là vị gì nữa, nhưng mà thỉnh rồi ra giá như vậy thì sư thấy nó rất là tàn nhẫn. Mà đó là một cái lý do mà cho cái hàng cư sĩ họ quay lưng với Tam Bảo, thì cái đó tội nặng lắm, nghiệp nặng lắm. Nhưng mà cho nên đó là từ cái chuyện đó tôi có lời khuyên như thế này: nếu như mà ở đâu mà quý vị thỉnh mà nó có cái tình trạng như vậy, ở đâu mà có cái tình trạng mà ngã giá, thì nên hiểu rằng ở đó họ chỉ đơn giản họ mượn đạo tạo đời thôi, và nó cũng không đáng để quý vị tốn thời gian tốn công sức làm cái gì. Nhưng mà nó có một cái vấn đề đơn giản như thế này, đó là nếu như mà quý vị đến bệnh viện ấy, mà quý vị gặp một cái ông lang băm, ổng cho quý vị uống thuốc dởm nuôi bệnh quý vị mà không có chữa bệnh, chỉ lấy tiền thôi, cứ tới tháng tới ngày tới giờ đó thì đến đến bệnh viện lấy tiền thôi, rồi cho ba cái thuốc rồi tầm bậy tầm bạ gì đó mà không có hết bệnh, thì sau khi quý vị biết được thì làm gì? Bỏ ông thầy đó, bỏ ông thầy thuốc đó, rồi sao nữa? Khỏi tới bệnh viện luôn à. Nếu mà cả cái bệnh viện đó đều thối nát thì không lẽ bây giờ mình bỏ bệnh viện đó rồi mình khỏi chữa bệnh nữa? Hình như một người thông minh thì họ không làm như vậy. Không vừa ý với một ông bác sĩ thì đi kiếm ông bác sĩ khác, không vừa ý đến một bệnh viện thì đi đến bệnh viện khác. Chứ còn mà mình quơ đũa cả nắm như vậy đó thì cái người thiệt thòi là do mình. Các cái vị tu sĩ cũng vậy. Trong cái giới tu sĩ có những con người mượn đạo tạo đời, xuất gia chỉ để vì cái đồng tiền thôi, và họ vì đồng tiền họ bất chấp mọi thứ.
Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những vị xuất gia cầu đạo, hướng đến con đường cao thượng, thực hành các pháp cao thượng, làm những việc cao thượng để có được mục đích cao thượng. Mà mình chỉ đơn giản là mình va vấp phải một vài cái con người mượn đạo tạo đời mà mình bỏ luôn chùa, bỏ luôn Tam Bảo, thì nó là cái sự bất lợi cho mình chứ không phải bất lợi cho ai. Cái vấn đề nữa là nếu như mà cái con người này họ vẫn còn đang thành kiến với Tam Bảo, thành kiến với chùa, thì quý vị không cần phải ép uổng người ta, mà chỉ khuyên họ sống theo cái lối sống của một người cư sĩ hiền thiện là đủ rồi. Có thể cái lời khuyên của quý vị nó không dính dáng gì tới Phật, không dính dáng gì tới Pháp, không dính dáng gì tới Tăng. Không cần phải nói là ông sư này, ông sư kia kêu anh làm như vậy, kêu là kêu kêu chị làm như vậy, hoặc kêu em làm như vậy, không cần. Mà quý vị chỉ cần khuyến khích người đó bố thí, có bố thí là được rồi, có bố thí là được rồi. Bố thí cho thậm chí con chó con mèo cũng được, huống chi là cho người nghèo người khổ, không sao hết. Không nhất thiết phải bố thí cho tăng thì mới gọi là bố thí. Có bố thí là mừng rồi, còn cái chuyện khác thì cứ từ từ. Bởi vì đó quý vị biết là khi chỉ khi nào cái tâm của họ nó trở nên nó nhu nhuyễn, trở nên nó nhu hòa thì mới nói chuyện được. Còn khi tâm họ mà đã có sự đề phòng, giống như là một cái chai nó đậy kín nắp, thì không cách chi mà rót nước vào được. Muốn rót nước vào phải dặn lỏng cái nắp ra, mở cái nắp ra. Cho nên thì khuyến khích họ bố thí, khuyến khích họ bố thí. Cái thứ hai, khuyến khích họ giữ năm giới. Có thể là cái cách mà mình nói, cái cách mà mình nói nó không có mang một cái chữ gì mà dính dáng tới cái từ từ ngữ chuyên môn Phật pháp hết. Ví dụ như hãy tôn trọng sự sống, cái con gì mà nó đang còn bò, nó đang còn nhảy, nó đang còn biết ăn biết nói biết sủa biết kêu thì đừng có giết nó, tội nghiệp. Mình sợ đau nó cũng sợ đau, mình sợ chết nó cũng sợ chết, không lý gì mà mình sợ chết mà mình lại đi giết nó. Đấy, cái thứ hai là tôn trọng tài sản của người khác. Cái gì người ta không cho thì mình đừng có lấy. Và cái gì mà mình thấy là bất xứng thì đừng có xài. Rồi cái gì mà của chung thì mình đừng có lãng phí. Thì nãy giờ sư đang nói tới hai thế giới đầu tiên, nó không dính, không có một cái từ ngữ chuyên môn gì về Phật pháp hết. Cái thứ ba đó là gì? Tôn trọng, tôn thờ cái sự chung thủy. Một người chỉ có một người bạn đời là người vợ hoặc người chồng của mình thôi. Và cái thứ ba đó là gì? Tôn trọng sự thật. Cái gì không có thì không nói. Thà mình không nói chứ không nói dối. Đấy. Không có nói đâm thọc. Không có nói đâm đầu này thọc đầu kia. Đấy. Không có nói nhảm. Không có nói những cái chuyện mà vô ích. Không có nói những cái lời mà nó kèm theo cái sự nóng giận, kèm theo cái sự tục tiểu, kèm theo cái sự ham muốn hưởng thụ các dục. Rồi cái điều cuối cùng, tôn trọng cái trí tuệ của mình. Uống một ly rượu là mình giảm trí tuệ đi một phần, tôn trọng trí tuệ của mình thì đừng có dùng những chất kích thích. Thì như vậy chúng ta đề cập đến năm giới theo một cái cách không dính một cái từ ngữ chuyên ngành gì về Phật pháp hết. Thì nhờ như vậy đó, cái tâm của cái người bạn của quý vị nó sẽ trở nên nhu nhuyễn dần. Và cho đến một cái lúc thích hợp nào đó, quý vị có thể là đề nghị một vài cái mà nó có chút mà là hơi hướng Phật pháp, hoặc là
quý vị chờ mong một cái dịp mà được thưởng, một cái dịp được thưởng. Ví dụ như mình làm cái gì đó, đó mà bạn mình nói là thôi bây giờ em muốn thưởng cái gì, hoặc là một trong cái lúc mà họ vui đó thì có thể xin là làm phước một cái buổi lễ cho tăng. Nhưng mà nếu mà thấy họ ngại thì thôi, hoặc là nói là bây giờ mình chịu khó mình ngồi nghe pháp đi, hoặc là mình làm một cái gì đó mà nó có dính dính tới Phật một tí xíu cũng được. Còn nếu mà nhắm mà vẫn chưa được thì thôi, không không có cản, không có ép đấy. Rồi cái quan trọng á, là quý vị sống hiền thiện trước cái đã, chính quý vị làm gương, là một cái người Phật tử thuần thành, quý vị làm gương thì từ từ người ta sẽ thấy là thì ra là sư thì cũng có ông này ông kia, cũng có người không có tệ. Và sư nói tốt nhất á, nếu có cơ hội thì quý vị đưa đến gặp những cái vị miếng á, những cái vị mà tu hành mà không có nhận tiền ấy, để cho họ thấy là có những con người giới hạnh trong sạch như vậy, các ngài không có đụng đến cái đồng tiền. Anh có đem tiền cái ngài cũng vứt bỏ, cái ngài không có xài đấy. Để cho họ thấy là thì cái gì nó cũng có người này người kia, mía sâu có đốt mà nhà dột có nơi nha.